Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phản ứng trái ngược của cặp song sinh nhà Hà Hồ khi nhận lì xì. Cặp đôi Lisa Lion được các cô chú tặng lì xì may mắn đầu xuân năm mới đã có những phản ứng rất khác nhau. Trong khi chị Lisa đầm tỉnh thì ông em Lion lại có biểu cảm gây cười. Mới đây trên mạng xã hội TikTok lan truyền một đoạn video rất đáng yêu đến từ cặp song sinh đình đám Lisa Lion, nhà Hà Hồ và Kim Lý. Nguồn gốc của hai chiếc video ấy được chính nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ghi lại và đăng tải. Khi anh đưa bao lì xì cho Lisa, cô bé lạnh lùng quay mặt đi. Mãi đến khi bà ngoại nói thì thầm kết hợp với bao lì xì đã đến tận tay cô bé, Lisa mới tròn mắt quan sát và nhận phong bao. Đáng chú ý khi nam nhạc sĩ hỏi Lisa tiền sẽ dùng làm gì, ái nữ nhà Hà Hồ đáp, để học. Cộng đồng mạng được fan ngỡ ngàng trước câu trả lời ý nghĩa như vậy. Cô bé được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận khen hết lời vì sự ngoan ngoãn lễ phép. Cô bé khá rụt rè trước bạn của bố mẹ khi quay đi ngay sau khi nam nhạc sĩ mở lời. Nhờ sự động viên của bà ngoại mà Lisa mới quay lại quan sát người đối diện. Cuối cùng bé đã nhận và đáp lại câu hỏi của Nguyễn Hồng Thuận bằng câu trả lời hiểu chuyện. Trong khi chị gái khá căng thẳng thì ở diễn biến khác, lại ảnh trông rất lém lỉnh trước phong bao lì xì. Khuôn mặt cố gắng nặn ra lời cảm ơn của cậu bé khiến khán giả không khỏi phì cười. Mẹ Hà Hồ đã giúp quý tử phiên dịch lại cho người nghe hiểu ý của cậu bé. Trong khi đó, cậu em Lion được một người bạn khác của gia đình trao tặng cho một chiếc phong bao hình lồng đèn rất xinh. Gương mặt cậu bé ngay lập rạng rỡ cùng nụ cười cộp mát quý tử của bố Kim Lý. Trong vòng tay của mẹ, Lion rón rén cảm ơn người tặng bằng tiếng Anh rất dễ thương. Thanks Trí, cảm ơn Trí. Câu nói khá nhỏ khiến Hà Hồ phải bật cười và phiên dịch lại cho người đối diện nghe. Lion bên ngoài tinh nghịch hay thích giỡn nhưng đối với người lớn vô cùng lễ phép. Cặp chị em song sinh đình đám có hai tính cách trái ngược nhau. Trong khi chị Lisa sở hữu nét điềm tĩnh, ít nói ngay từ khi còn nhỏ, thì cậu em Lion lại vô cùng năng động, lém lĩnh và hài hước. Dẫu vậy hai chị em vẫn thân thiết và gắn bó với nhau. Hiện tại Lion và Lisa thu hút được đông đảo người theo dõi vì nét đáng yêu, hồn nhiên và gần gũi. Theo phụ mẫu của cặp đôi đình đám chia sẻ, Lisa hiểu chuyện rất nhanh, trầm tĩnh, còn cậu nhóc Lion khá nhí nhảnh, hài hước. Có thể vì gia đình tôi lúc nào cũng đông vui, có ông bà, cha mẹ, anh chị trò chuyện nên các con biết cảm nhận rất sớm. Mới 2 tuổi nhưng chúng đã hiểu chuyện, nói rất nhiều. Tuy nhiên đó chỉ là sự trong sáng của trẻ con, tôi cũng chưa biết những năm tới các con sẽ như thế nào nữa, Hà Hồ tâm sự. Cùng để lại bình luận và xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại kênh tin mới nhất nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.